Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thực tế cho thấy việc chữa bệnh bằng các hình thức mê tín như thầy cúng đã gây ra không ít hệ lụy, thậm chí tiền mất tật mang. Việc này cũng được chúng tôi cảnh báo rất nhiều lần. Thế nhưng không ít người lại trở thành nạn nhân mới, không chỉ bị mất tiền mà còn bị những gã thầy cúng dởm lợi dụng. Phát hãi thầy cúng chữa bệnh bằng miệng, liếm chỗ nào là khỏi chỗ ấy. Ngày 3 tháng 10, anh Phạm Văn Lê, trưởng công an xã Ba Liên, huyện miền núi Ba Tơ, Quảng Ngãi cho biết đã vạch trần chiêu trò của thầy cúng Đinh Văn Ngâu, chủ xã Pờ Ê, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, lừa gạt chữa bệnh bằng miệng để thực hiện hành vi dâm ô, chiếm đoạt tiền của nhiều người dân nhẹ dạ cả tin. Anh Phạm Văn Tuấn, trú tại thôn Núi Ngang, xã Ba Liên cho biết anh có cô em gái là Phạm Thị Tê, 19 tuổi bị bệnh. Gia đình mời Ngâu về cúng chữa bệnh. Trong lúc cúng cho em Tê, thầy có hành vi dâm ô, sờ soạng những vùng nhạy cảm trên cơ thể của em Tê, rồi phán là em bị người khác hãm hại, bỏ bùa độc vào người. Với bản mặt nghiêm trọng, thầy Ngâu cao giọng, em nó bị người khác bỏ đồ độc vào người, cần phải hút chất độc ra thôi. Theo hủ tục đồng bào miền núi tỉnh Quảng Ngãi, khi nói đến đồ độc là đụng chạm đến điều gì đó hết sức huyền bí, kéo theo sự chết chóc. Người có đồ độc muốn giết ai, chỉ việc vỗ vai, xoa đầu, nguyên rủa hoặc cho ăn uống, người bị họ bỏ đồ độc sẽ chết. Vì thế, khi nghe thầy phán, cả gia đình anh Tuấn lo sợ, nhờ thầy ra tay cứu chữa. Lúc này, Ngâu ra giá 1 triệu đồng để hắn hút độc ra khỏi người bệnh nhân. Và với cách chữa bệnh kỳ lạ, Ngâu dùng miệng hút vào người bệnh nhân, rồi bất ngờ đưa ra 2 viên đá, mà theo Ngâu, đó là những viên đá độc bị người khác bỏ vào người em Tê để hãm hại. Nhưng Ngâu không biết được, trong khi thực hiện hành vi đã bị anh Tuấn theo dõi, quan sát khá kỹ, nên biết những viên đá trên được Ngâu cất giấu sẵn trong miệng. Gia đình tôi nghe tiếng thầy Ngâu đã lâu, chuyên hút độc gồm đá, đinh trong người nên mời thầy về chữa bệnh. Biết nhà thầy Ngâu xa tận Kon Tum, nhưng thầy cũng thường xuyên xuống địa bàn tỉnh Quảng Ngãi khám chữa bệnh và cúng nên chúng tôi mời thầy về nhờ. Nhân điều này mà tôi mới vạch trần sự thật bản mặt kẻ lừa đảo, anh Tuấn bày tỏ. Lúc Ngâu chữa bệnh tại nhà anh Tuấn, một số người dân trong thôn bản cũng đã đưa người thân của mình bị bệnh đến nhờ Ngâu cứu chữa. Họ cũng đã chứng kiến hành vi lừa gạt, lợi dụng mê tín dị đoan để dâm ô thiếu nữ của Ngâu. Sự việc nhanh chóng được báo đến công an xã Ba Liên và thầy Ngâu được đưa về Ủy ban nhân dân xã để xử lý. Thủ đoạn của đối tượng Đinh Văn Ngâu lợi dụng vào sự thiếu hiểu biết của người dân vùng cao, sự mê tín dị đoan, tin vào cúng bái, hủ tục, nghi kỵ cầm đồ thuốc độc nên thực hiện hành vi lừa gạt. Không có chuyện mỗi lần cắn vào người là hút được ra cục đá. Đối tượng đã giấu sẵn đá trong người. Khi bắt đầu chữa bệnh nạn nhân, đối tượng lén bỏ vào miệng, trưởng công an xã Ba Liên xác nhận. Qua thu thập thông tin, được biết trên địa bàn xã Pờ Ê, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum là nơi có không ít thầy cúng với những chiêu trò chữa bệnh bằng hình thức cắn vào người hút đá độc ra. Phần qua đoạn đèo Vi Ô Lắc giáp ranh giữa hai tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum, chúng tôi đến thôn Vi Ô Lắc thuộc xã Pờ Ê. Hỏi thăm nhà thầy cúng chữa bệnh tên A Nghiêm thì người dân ở đây ai cũng biết và hăng hái chỉ đường. Tại nhà A Nghiêm, chúng tôi bất ngờ gặp nhiều người dân là đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện miền núi Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi cũng đang ngồi nhờ thầy chữa bệnh bằng hình thức cắn hút đá độc. Tương tự hành vi như đối tượng Ngâu, ai bị đau chỗ nào thì thầy A Nghiêm cũng cắn vào chỗ đó để hút độc. Khác lạ là thầy A Nghiêm chỉ xem bàn tay là phán người đó mắc bệnh gì, sau đó chữa bằng cách nào cắn vào người bệnh nhân, hút ra độc là những cục đá to bằng đầu ngón tay. Chúng tôi theo dõi. Mỗi lần chữa cho một bệnh nhân là A Nghiêm đi ra vườn khô tay, múa chân, rồi lén lấy đá ngậm vào miệng. Mỗi viên đá được thầy lấy ra, bệnh nhân phải trả 150.000 đồng. Trung bình, A Nghiêm hốt ra được một người cho là bị bệnh từ 4 đến 5 viên đá độc. Như vậy, số tiền mà thầy này lừa đảo khá lớn khi nhiều người tìm tới chữa bệnh. Đề nghị chính quyền và cơ quan chức năng huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum nhanh chóng có biện pháp ngăn chặn, xử lý những đối tượng thầy cúng có hành vi trái pháp luật, nhằm đảm bảo an ninh trật tự địa phương. Giả thầy cúng bộ đội để lừa tiền lừa tình. Ngày 30 tháng 5 năm 2016, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Yên Châu, Sơn La cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Lương Văn Thương, 37 tuổi, ở Sơn Hòa, Thanh Oai, Hà Nội về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời ra lệnh tạm giam theo quy định của pháp luật. Bị hại là anh Lò Văn Pè, 24 tuổi, ở bản Bó Phương, Yên Sơn, Yên Châu, Sơn La đã đến công an huyện Yên Châu trình báo về việc có một người mặc quân phục bộ đội, đeo quân hàm trung tá, biển tên là Lương Văn Thương, tự giới thiệu là bộ đội biên phòng Sơn La đến làm quen và lừa đảo một chiếc xe máy biển kiểm soát 26N1 52312 cùng điện thoại di động, dây chuyền bạc. Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Công an huyện Yên Châu đã khẩn trương vào cuộc điều tra. Dù tổng giá trị tài sản không lớn, tuy nhiên tính chất vụ việc được Ban Chỉ huy Công an huyện đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng. Nếu không điều tra khám phá, tìm ra đúng sự thật sẽ ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng vũ trang, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa. Quá trình điều tra vụ án, Công an huyện Yên Châu gặp rất nhiều khó khăn để xác định danh tính người mặc bộ quần áo bộ đội đã đến nhà anh Pè lừa đảo. Qua làm việc với bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La, Công an huyện đã có kết quả trả lời rằng không có bất cứ một cán bộ chiến sĩ nào mang tên Lương Văn Thương có đặc điểm như người đã đến lừa đảo bị hại. Tưởng chừng quá trình điều tra đi vào ngõ cụt, song bằng sự kiên trì, Công an huyện Yên Châu đã lần tìm từng manh mối dù là nhỏ nhất liên quan đến đối tượng giả danh bộ đội biên phòng này. Qua giả soát, Công an huyện Yên Châu xác định không chỉ lừa đảo về kinh tế, đối tượng còn lừa tình một vài cô gái nhẹ dạ cả tin rằng anh ta chính là quân nhân đang độc thân tìm hiểu vợ. Công an huyện phát hiện một cô gái quê Phú Thọ đã từng liên hệ và khá thân thiết với một quân nhân có đặc điểm, hình dạng giống với đối tượng giả danh cán bộ. Tuy nhiên khi xác minh thì cô gái cho biết bạn trai cô tên Đàm. Liệu Đàm và đối tượng giả danh quân nhân có phải là một người? Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Yên Châu xác định đối tượng là Đàm mà cô gái nói đến chính là Lương Văn Thương, quê ở Hà Nội. Một tổ công tác đã đi Phú Thọ truy bắt Thương. Khi có manh mối, Thương thường xuất hiện tại địa bàn này. Tuy nhiên, tại thời điểm các trinh sát của Công an huyện Yên Châu ở Phú Thọ, đối tượng Thương không có mặt tại đây. Các trinh sát đã xác định được Thương đang di chuyển trên cung đường từ Phú Thọ về địa bàn Hà Nội. Với sự hỗ trợ của Công an thành phố Hà Nội và đơn vị nghiệp vụ thuộc Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an, Công an huyện Yên Châu đã có mặt tại khu vực thị xã Sơn Tây, Hà Nội khi đối tượng Thương đang dừng chân tại một cửa hàng mua quần áo. Theo lời khai của đối tượng và từ quá trình xác minh cho thấy, Lương Văn Thương từng có tới 3 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước khi bị bắt đi tù, Thương từng có thời gian giả làm thầy cúng, giả sư đi lừa đảo khắp nơi trong huyện Cô Ai. Sau khi ra tù vào năm 2014, Thương không ở nhà với vợ con mà lên Phú Thọ sinh sống. Với bản chất lừa đảo chuyên nghiệp, đối tượng đã lại giả danh là bộ đội biên phòng, dễ dàng khiến cho một cô gái siêu lòng đồng ý làm vợ mà không hề biết được về quá khứ của Thương. Lấy vợ mới chưa được bao lâu, Thương tiếp tục đi các địa bàn để lừa đảo. Do trước đây từng đến khu vực biên giới thuộc xã Phiêng Khoài và xã Yên Sơn, Yên Châu, Sơn La, nên Thương đã nảy sinh ý định mua bộ quần áo, đóng giả bộ đội để lừa đảo. Sau khi Thương khoác lên mình bộ quân phục trung tá bộ đội biên phòng với biển tên trên ngực áo là Lương Văn Thương, đối tượng đón xe khách từ huyện Lâm Thao, Phú Thọ lên thành phố Sơn La. Sáng hôm sau, Thương đón một xe khách vào xã Phiêng Khoài, Yên Châu, sẽ xin ngủ ở nhà một nhà dân trong bản Cô Mon. Sau đó, Thương đi nhờ xe máy của một người dân ra xã Yên Sơn, tiếp tục tiếp cận với người dân nào có tài sản để lừa đảo. Khi đang ngồi uống bia tại ngã ba bản Chiêng Hưng, Thương phát hiện thấy anh Lò Văn Pè đi xe máy đã nhờ anh Pè chở xuống đồn biên phòng Trường On. Do quý mến bộ đội nên khi Thương đặt vấn đề nhờ vả, anh Pè không chút suy nghĩ, dùng xe máy đưa đối tượng đến ngay đồn biên phòng. Trên đường đi, Thương liên tục viện dẫn nhiều lý do để điều anh Pè lên thành phố Sơn La. Tại đây, Thương lừa anh Pè vào một quán ăn đêm rồi lấy cớ mượn xe để đón bạn đến ăn cùng, rồi đi xe chạy thẳng về Phú Thọ. Đối tượng tháo biển kiểm soát của một chiếc xe, vứt lại rồi bán cho một người ở Chương Mỹ, Hà Nội lấy 13 triệu đồng để ăn tiêu cá nhân. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ. Ai là bị hại của đối tượng Lương Văn Thương đề nghị đến Công an huyện Yên Châu, Sơn La để được giải quyết. Đến đây thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.